sau đây mình sẽ làm một video hướng dẫn nhỏ nhỏ để giúp mọi người lắp đặt kệ nó dễ dàng hơn nhá. Đây, mọi người sẽ có các cái tấm này và các cái chân linh kiện như này nhá. Đầu tiên này, mọi người phải tạo ra các kệ như thế này nhá. Mọi người chọn vào đây này, chọn vào cái tấm này, tấm vải này nhá. Thế là mọi người sẽ có một cái tấm đầu tiên nhá. Sau đó mọi người đi tìm bốn cái chân như thế này mọi người nhé. Mọi người lắp bốn cái chân trước, sau đó mọi người sẽ lắp dần lên nhé. Mọi người chỉ cần lắp vào như thế này thôi. Mọi người tìm cái thanh con này, mọi người sẽ để tạo bề ngang nó trước nhé. Mọi cái kiện bên mình đang để hết ở trong cái thùng này thôi mọi người nhé. Mọi người chỉ cần lắp ra nhé. Sau đó mọi người lắp vào theo chiều của nó nhé. Đấy nhé mọi người nhé. Đấy, mọi người đã tạo được một cái chân rồi. Các cái bước sau ấy, mình cứ làm như vậy thôi nhé. Các bước sau mình cứ làm như vậy. Đấy. Ở đây có bốn cái, ở đây sẽ có các cái thanh, nó là các cái chân để gắn vào nhé. Đây mọi người là bốn cái chân nhá, hoàn toàn bằng nhau này, mọi người cứ lắp dần vào như này. Đấy, là nó sẽ được như này nhá. Mọi người lắp cái chân ở đây mình đã chuẩn bị lắp sẵn rồi nhá, cứ lắp theo trình tự luôn mọi người nhé. À đây, như kiểu cái này nó bị dài hơn này, bị sai sót này mọi người nhá. Mọi người lắp là mọi người phải để ý ra nhá, cái chân nó sẽ phải bằng nhau mọi người nhá. Cái này phải bằng nhau mọi người. Đó. Sau đó mọi người cứ lắp vào như bình thường không? Trình tự như thế là hết 4 tầng mọi người nhé. Trình tự cứ theo trình tự mọi người sẽ lắp được như vậy là 4 tầng mọi người nhé. Mọi người lắp cho đây nhá. Mọi người lưu ý giúp em là mọi cái chân ấy nó đều phải bằng nhau nhá thì nó mới là đúng. Còn nếu có một cái mà nó dài hơn ấy, thì nó không phải thuộc cái chân này đâu, nó sẽ thuộc chỗ khác. Đây. Tất cả phải bằng nhau mọi người nhá. Đây mọi người bằng đúng không? Lại tiếp tục lắp tầng thứ tư lên mọi người nhé. Đây là tầng thứ tư này. Mọi người mà tưởng tượng ra thì mọi người lắp nó sẽ dễ hơn nhé. Đây. Đây. Lại lắp tiếp chân lắp được bốn cái tầng này đúng không? Lại lắp tiếp bốn cái thanh giống như vậy nhé. Một cái thanh ngang giống như vậy. Đây. Đấy mọi người đó. Cái thanh này là thanh ngang này, chính là cái thanh ngang này. Để lắp vào cái thanh ngang này thì nó sẽ có các cái cấu kiện khác nha mọi người nhé. Đây. Cái tầng cuối cùng của nó này, nó sẽ có cái chốt là khá là to này. Đấy. Cái chốt này nó hoàn toàn khác với các cái chốt này nhá. Mọi người lắp, mọi người nhìn nhá. Đấy. Mọi người sẽ lắp cái chốt nó làm sao này. Ở đây nha, nó có một cái mũi tên này. Mọi người lắp theo cái chiều mũi tên nhá. Mũi tên nó mũi tên nó chúi xuống này, mọi người thì lắp sẽ nó chúi xuống nhá. Mọi người lắp chúi nó xuống theo cái chiều mũi tên của cái này nhá. Đây. Cái cục này. Đó. Đây. Ở đây nó có hai cái thanh ngang to to này mọi người nhá, hai cái thanh ngang to to này. Mọi người có thể lắp theo cái thanh ngang này. Và ở đây này, mọi người thấy không? Ở đây nó có một cái vai nhá, ở đây nó có một cái vai này. Đấy. Mọi người sẽ lắp ở đây nhá, theo chiều vai này. Rất đơn giản không mọi người? Đầu tiên là mọi người cứ lắp hơi lỏng lỏng thôi, về sau mọi người sẽ siết nó chặt vào. Rất dễ, rất đơn giản không mọi người nhá. Đó. Đây. Ở đây có một cái thanh ngang to nhất mọi người nhá, ở đây là chỉ có duy nhất một cái thanh ngang này là thanh ngang to nhất mọi người nhá. Chỉ có duy nhất một thanh ngang to nhất này, nó dài nhá. Dài 60 này mọi người nhá. Đấy. Sau đó mọi người cho nó vào nhá. Đấy. Mọi người mới đâu mọi người cứ lắp các cái khớp ấy nó lỏng lỏng thôi, về sau mọi người sẽ siết chặt nó vào.
Đó, thế là mọi người sẽ có một cái phần đầu tiên này. Sau đó là đến phần thân nha mọi người nhá. Đấy, đến phần thân này, nó một cái này. Đó, có bốn cái nó bằng nhau nhé mọi người nhá. Bốn cái là hai tầng đấy mọi người. Đó. Để sau khi đến lên nhá. Khi đến lên này. Đây nó sẽ có bốn cái chốt này nhá mọi người nhá. Thì nó tương đứng với cả các cái này mọi người. Hai thanh nhỏ nhỏ này nhá. Nhìn nghiêng lên cho mọi người nhé. Mọi người lắp tiếp vào đây này. Thế là mọi người đang hoàn chỉnh một cái kệ rồi nhé. Nhanh cho mọi người biết lắp thì nhanh. Đây. Còn đây là sẽ là 8 cái móc mọi người nhé. 8 cái móc này. Tiếp thì đặt 8 cái móc này. 8 cái móc là có thể mọi người lắp vào mọi người nhé. Lắp theo chiều này mọi người nhé. Lắp theo chiều đường liên như này. Lắp rất dễ rồi mọi người. Không có gì. Đấy là không có khó nổi nhá. Đấy mọi người, để chắc luôn. Thế sao thì báo trước là sẽ khá dài. Mọi người, không chăng, mọi người chưa được bước vào, mọi người sẽ xem lại nhá. Thế sao là mình làm với mình nhận không? Thế là xong rồi mọi người bắt đầu. Mọi người giật, mọi người đưa rộng vào cái này để cho nó cứng vào nhá mọi người nhá. Đấy, cái tốt này là cứng này. Để cho nó ăn vào nhá, cho nó chặt vào. Mọi người làm, mọi người có thể cái này nhá. Thế là được rồi mọi người. Có những người chưa xem video mà mọi người sẽ làm được nhá. Bye bye mọi người.